Dạ. Mời anh. Dạ Thành Nguyên mới chào anh đã đến với kênh Thành Nguyên kết nối yêu thương. Dạ. Anh cũng chào Thành Nguyên với anh chào anh em cô bác gần xa đang xem cái kênh của em á. Một Dạ. lời chào trân trọng nhất. Dạ. Vâng. Không biết là ngày hôm nay anh đến từ đâu và anh đi với ai này? Anh đi có một mình à, anh đến từ Bình Dương em. À, đi từ Bình Dương. Tính ra cũng cũng xa Xa 250 cây đây. ấy Anh ha. đi vào Rồi. 2 giờ khuya. 2 giờ khuya. À, xuống đây 7 giờ điện cho em Dạ. đó. Trời trời. Các anh vất vả quá ha. Dạ. Thực ra là như thế này, khi mà các anh đi đường dài đó, em rất là ghi nhận cái tấm lòng này, nhưng mà có một cái điều là như thế này, không có nhất nhất là khi mình đến đây là mình sẽ đạt được như mong muốn đâu nha anh, bởi vì Đúng. mọi sự nó còn tùy duyên. Dạ, cho nên là khi khi mà các anh đến đây mà không có được cái gì đó thì em cũng rất là áy náy, nhưng cho nên là em rất là hy vọng khi mà các anh lên đây, các cô các chị các em mà thấy được cái tấm lòng của các anh thì em cũng mong muốn là các chị các em châm chước chút xíu ha anh nha. Đúng Dạ, rồi. bởi vì Cái gì nó cũng phải có cái trục đúng rồi, với lại là mình trặc. đi đường xa xa xôi Xuân đến đây là mới thấy được cái tấm lòng cũng như là cái sự nghiêm túc ở trong cái vấn đề này. Dạ, em rất là ghi nhận cái vấn đề đó. Dạ. Rồi bây giờ thì anh thấy trong người sao? Có ok không? Có mệt không? không, anh khỏe, Cũng xuống khỏe tới ha. 7 giờ Dạ. nghỉ từ nãy giờ khỏe lắm rồi. Dạ. Rồi À. thế bây giờ mình bắt đầu ha. Rồi. Dạ. Trước tiên thì anh giới thiệu cho em một chút xíu về bản thân cũng như là công việc và thu nhập của mình cho em nghe chút xíu nào. Anh tự giới thiệu ha. Dạ. Anh thì tên Thành Công. Anh Thành Công. Rồi. À. Anh sinh 1963. Dạ. Hiện nay cư ngụ tại Bình Dương. Dạ. À, nghề nghiệp của anh đó thì bây giờ đó thì anh độc thân. Dạ. À, anh cái nghề nghiệp của anh thì bây giờ là kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do. Và sống cũng tự do luôn. Dạ. Nếu như mà kinh doanh tự do như vậy thì thu nhập này kia nó có ổn định không anh? Nó cũng ổn lắm mày, nhưng Dạ. mà tại vì bên anh đó là đi mua những cái lô thanh lý á, Cái lô gì anh ha? lô cao su đó em, À. rồi bán lại cho người ta, rồi bán lại cho người ta cạo rồi lốp cạo chia đó, À. nó cũng nhiều cái phương hướng À, cao su này là cái mũ cao su ha. đó. Mũ cao À, su đó dạ, bởi vì không em người tưởng là mấy cái bánh xe lốp xe cao không su. có, cái này Dạ. cây mũ cây cao À, su. cái cây cao su. Dạ Ừ. dạ ngoài công việc đó ra thì anh có làm thêm gì nữa không? Anh thì kinh doanh tự do mà, ví dụ anh thấy cái gì mà có Cái lời gì anh làm à, à, cái gì giống mà như ra ai tiền là bán làm. nhà mà mình nhắm có lời mình nhắm hút luôn. Dạ. Đa năng ha. Năng. Dạ. Bây giờ anh giới thiệu về Cái gia đình phải đúng không? rồi, về tình cảm hôn nhân giùm em chút xíu này. Anh thì ly hôn hồi 2005 em. À, ly hôn hồi 2005. À, khoan cho em hỏi lại chút xíu, lúc nãy anh nói anh tên gì mà em. Tên Thành Công, À, đúng rồi, đúng anh tên Thành họ Công. luôn Dạ là dạ Nguyễn Thành đúng rồi. Công, Dạ, họ đúng với rồi, em đúng đó. rồi. Dạ. Dạ. Rồi anh kể tiếp cho em nghe nào về tình cảm hôn nhân Thì này. cái anh ly hôn hồi 2005 thì Dạ. cũng không có xích mích, cũng không có gì hết, mà cái tánh anh hơi tự ái thôi. Anh thấy nhiều cái nó quá đáng thì cho nên là tự anh xích vỏ ra đi thôi. Thì anh đi thì anh giao tất cả, anh không lấy gì hết Dạ. á. Mình ra đi thì mình tính nghĩ là mình để hết lại, đằng sau này người đàn bà nuôi con á Dạ. nó cũng tốt hơn cái người đàn ông mình. Người đàn ông mình bây giờ có lo cỡ nào cũng bằng người đàn bà, cho Dạ. nên là anh xách vỏ ra không. Dạ. Rồi anh cũng đi làm, rồi anh cũng ở với bà già, ông già, Dạ. ông già bà già vẫn còn sống. Dạ. Thì có khi thì anh cũng về ở với con, tự con của anh có tư nhân hết rồi. Dạ. Thằng trai thì bên chế biến, còn nhỏ gái thì làm ngân hàng. À. Mà đa số anh ở trong lô nhiều, Dạ. tự anh với em biết mua lô xu á thì mình phải vô mình giữ, Dạ. tự vì người ta mua người ta cũng không có trả tiền hết, người ta cạo người ta giao mũ trừ dần lần em. Dạ.
Rồi thế bây giờ là anh được mấy người con? Thì anh được hai cháu, đó là một đứa thì làm bên chế biến bột cao su, một đứa thì bên ngân hàng của tỉnh Bình Dương. Cái khi mà anh đi đến đây thì các con anh hay là người thân trong gia đình có ai biết và ủng hộ không? Thì anh cũng có hỏi ý kiến tụi nó hết rồi, thì nó nói ba lớn rồi thì ba làm sao mà làm, tụi con không có ý kiến. Dạ. Cái lý do em hỏi như vậy là bởi vì có rất là nhiều các cô chú anh chị đến với chương trình của em, đi đến đây mà không có hỏi ý kiến của người thân cũng như là con cái đó, thì đến cái khi mà lên hình xong á, thì con cái nó la quá trời la, nó điện làm khó, nhà điện rồi làm khó, nói là ba mẹ làm như vậy rồi tụi con thế này thế kia đó. Đó cho nên là em phải hỏi những cái câu này, bởi vì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc trò chuyện của anh em mình, cũng như là nếu như mà khi đưa hình ảnh lên mà bắt tụi em gỡ clip á là tụi em không có chịu. Đúng rồi. Anh hiểu không? Ai mà cũng như vậy thì cái chương trình này nó sẽ bị loạn ra. Dạ, cho nên là tụi em cần phải hỏi những cái thông tin đó, và khi các anh các chị đến đây là đâu nó phải gọn gàng đó rồi. Đúng. Dạ, nó không có lộn xộn nữa. Anh ha. Rồi rồi. Dạ. Có thiếu gì thì em cứ hỏi ha. Vâng vâng vâng. Dạ. Rồi ngày hôm nay anh Công đến với chương trình của em thì anh muốn bày tỏ điều gì nào? Thì anh coi cái clip em cũng rất nhiều, coi đi coi lại nhiều lắm. Clip em với clip tiếng Dĩ á, thì anh cũng có để ý một người, cái người đó là bên cái ngành y á, thì anh thấy chị tên gì anh ha, cái chị giàu chị gì đó, chị giàu hả, ở Kiên Giang đó, chị giàu là bên kênh em đó, đúng rồi, bác sĩ giàu ha, cái điểm anh thích nhất là chị giàu là cái điểm gì? Cái điểm anh thích nhất á là một là thấy chị ta là cũng một gia đình khá giả đó, nhưng mà chị ta rất bình dân, nói chuyện là rất tử tế, không tự cao. Cái điểm thứ hai nữa là chị ta là nói ở trên đó là ví dụ là một người đàn bà mà dám chia sẻ là cái chồng mình cho một người thứ hai, là cái đó là rất tốt, khó kiếm lắm. Xưa nay hiếm ha. Đúng rồi, người đàn bà vậy là có đứa đốt đốt đi kiếm thôi chứ khó lắm. Cái thứ ba nữa là anh thấy là cô giàu này có một cái tấm lòng từ thiện. Anh chấm 3 điểm đó thôi. 3 điểm đó thì nó nói lên trọn vẹn hết rồi. Không còn gì suy nghĩ, cho nên anh xuống đây anh mới gặp em. Rồi nói chung là em hiểu được cái tâm tư, cái tình cảm của anh rồi. Sau khi mà anh xem được cái clip của chị giàu đó là anh quyết định liên lạc với em và xuống đây luôn. Đúng rồi, anh nói trong bụng, anh nói là không còn suy nghĩ gì nữa, mình xuống gặp đây rồi. Không có, mình xuống gặp Thành Nguyên thi cái này thứ có đậu hơn đó. Nói chung là rất là nhiều người liên lạc với chị giàu đến đây nhờ em ghi nhận và đăng tải lên để xem có chạm đến trái tim của chị hay không, nhưng mà nói chung là vạn sự tùy duyên anh ạ. Nhiều người vậy, nhưng mà cái duyên của người nào tới thì là nó sẽ tới thôi. Chứ đúng rồi, em khó nói anh, hả? Em nói anh công nhận. Nhiều người giàu là giàu, nhiều người nghèo nghèo làm chơi chơi cũng giàu, mà cố tình làm giàu cũng không được. Con người nó có cái số. Vâng thì bây giờ cho em hỏi thêm anh Công thêm chút xíu nữa này. Anh Công, ngoài cái công việc thường ngày của anh làm như vậy thì anh có những cái đam mê gì đó trong cuộc sống không? Anh thì cũng đam mê, anh sống bình dân lắm, anh sống giản dị lắm. Nhưng mà sẵn em nói là anh nói luôn cái ưu điểm và cái khuyết điểm của anh để cho đối phương nhìn thấy, đối phương có chọn cũng không bị lầm. Mình cũng nói hoạch tẹt nó hết cho rồi. Cái ưu điểm của anh thì nó có 4 vấn đề. Bốn cái không là không hút thuốc, không cà phê, không rượu chè, không cờ bạc. Mà cái khuyết điểm của anh nó tự ái rất cao. Mà anh kỳ nhất là cái gì cái đừng chơi, mà đừng đuổi, đừng chửi, là cái gì anh sống cũng được hết. Anh kỳ là 3 cái đó thôi. Ở cái đuổi đi hay là ở cái chơi khen rồi là anh không thích là ba cái vấn đề đó. Đúng rồi, ba cái vấn đề đó là anh sẽ tự ái đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tiền có chắc vật thước anh cũng đi vẫn đi. Thì anh đi là cũng lý do vậy. Cũng như anh làm chuyện này chuyện kia
mình cũng phụ nhiệt tình. Nhưng mà về như thí dụ chơi cái này không ngon, cái kia không ngon đó em, rất nhiều lần đó, mình tự ái. Anh thì có cái thánh đó, anh cũng nói thẳng. Vậy cái chị nào có chọn thì không lòng. Mình nói rồi. Em hiểu. Cũng thích cái sự chia sẻ thẳng thắn như vậy. Bởi vì mình đàn ông nam nhi, nói được làm được và sẽ chịu trách nhiệm với những hành động và lời nói của mình anh ha. Vâng, kính thưa quý vị, thì những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi anh Công rồi, và những gì chia sẻ thì anh Công cũng đã chia sẻ và quý vị cũng đã nghe. Thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ đăng tải cái video này lên, gửi riêng tới cho chị Giàu, cũng như là tới cho tất cả các cô chú anh chị đang xem đây. Rồi nếu như quý vị có thắc mắc hay là có muốn góp ý cái gì thì hãy để lại comment ở phía dưới nhé quý vị. Vâng, thì em muốn hỏi anh Công thêm một điều nữa. Rồi em cứ hỏi. Nói chung là mọi chuyện trên đời này có thể xảy ra, và cái vấn đề này nó cũng có thể đến. Cho nên là em hỏi với anh một vấn đề như thế này: nếu như mà chị Giàu không hồi đáp lại cái tình cảm của anh đó, thì anh có mở lòng với một người phụ nữ khác không? Thì nó có vậy, để anh em hỏi ra anh trình bày hết luôn. Thì anh chấm chị Giàu vậy, nhưng mà bây giờ những chị nào khác ở lứa tuổi từ 55 rồi xuống, nếu mà có điều kiện mà không có ai giúp gì đó, hay là không có ai phụ trông coi gì đó, thì anh sẵn sàng. Anh sẵn sàng để đi chia sẻ. Cái độ tuổi lúc nãy anh vừa mới chia sẻ rằng là 55 tuổi đổ về. Đúng rồi. Chứ hơn thì không được. Đúng rồi, tại vì đàn bà mà ngang ngang với tuổi mình thì nó già trước mình em ơi. Là phải ít hơn nữa hả? Đàn bà với đàn ông chưa lệch nhau là 7-8 tuổi là vừa. Nếu như mà cái người phụ nữ mà đến sau chị Giàu đó, thì ngoài cái độ tuổi ra thì anh có yêu cầu gì về hình thức cũng như là công việc hay là gia đình không? Anh thì đơn giản, anh không cần gì hết, nhưng mà là về trên anh thì anh không về. Bây giờ cái phương hướng của anh là tính đi xa. Như ví dụ chị nào có điều kiện đó thì cần người đàn ông một tay thì anh sẵn sàng đi. Mà anh đi anh cũng không đòi hỏi gì hết. Anh đi là anh giúp tận tình thôi, ngày 3 bữa cơm là được rồi. Đó mình nói thẳng. Mình không có đòi hỏi, không có ngó dịch chắc người ta để làm cái gì. Sống còn bao lâu nữa mà ngó dịch chắc ta em. Ai mà cũng nghĩ được như anh á thì em sẽ không có hỏi. Nhưng mà sẽ có người này có người kia, cho nên là cái vấn đề này các chị cũng thắc mắc. Thành ra là em là cái người trung gian, là em sẽ phải hỏi, và mong anh chị nếu mà giải bày được á thì là giải bày ha. Bởi vì nhiều khi cái ý trung nhân của mình, người ta cũng muốn biết những cái điều đó, người ta cũng ngại đó. Có nghĩa là như lúc này anh chia sẻ rằng là nếu như mà được mà cái người phụ nữ đó muốn kết nối với anh thì anh sẽ theo người phụ nữ đó về ở ha. Đúng. Chứ không có về nhà anh. Đúng. Anh thích đi xa. Anh thích đi xa. Anh làm ô xin cũng được, hay là tài xế xe cũng được. Ngày ba bữa cơm là được rồi. Chứ không có đòi không hỏi gì, đòi về gì hết. Hình thức thì sao anh? Hình thức là sao em hỏi anh không? Cái hình thức của người phụ nữ đó sao? Anh có yêu cầu gì không? Hình thức của người đó gọn gàng. Thôi chứ anh cũng không có cần mà đẹp nhiều hay gì, gọn gàng rồi biết là lễ phép là được rồi. Biết kẻ trên người dưới là ok. Rồi ok, cảm ơn những chia sẻ của anh. Thì đó, những cái ý tính thì em cũng đã hỏi rồi, anh cũng đã chia sẻ ha. Thì bây giờ cuối video thì anh Công có điều gì muốn gửi gắm tới cho tôi chỉ Giàu nói riêng và cho tất cả các cô chú anh chị đang xem đây nói chung một điều gì đó? Bây giờ cuối cái clip này thì anh cũng không biết nói gì hơn. Anh gửi đến cô Giàu những cái chia sẻ, cái lời nói của anh, thì để cho cô Giàu biết rõ hơn là anh không có nghĩ gì tới vật chất của cô Giàu. Anh chỉ biết cô Giàu thôi. Cái thứ hai nữa là nếu mà duyên nợ không thành á thì anh xin cô Giàu coi cô Giàu như em của anh. Rồi cuối cùng á là anh cũng nhắn tới cô Giàu là gì, khi mà cô Giàu mà có bước
làm xui một lần nữa đó, yeah. Thì nhớ alo cho anh, anh sẽ xuống giúp một tay cũng như là người anh thôi, tại vì anh thấy cũng rất mến, con người giản dị, rồi anh xin hết. Vâng, thì kết thúc cái video này em sẽ lấy cái thông tin của anh, rồi có gì mà được sự hồi đáp của chị giàu đó thì em sẽ thông tin cho anh hay. Còn nếu mà chưa đủ duyên thì các cô các chị nào mà muốn kết nối với anh thì em cũng sẽ làm cái nhịp cầu nối dùng cho các anh các chị ha. Vâng, kính thưa quý vị, thì cái video của anh Công đến đây Thành Nguyên cũng xin tạm dừng, và Thành Nguyên cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên trong suốt thời gian qua. Và cũng như thường lệ thì khi quý vị xem video đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh cho Thành Nguyên nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi ok anh Công ha, để có gì thì em sẽ cho anh hay nha. Vậy giờ cuối chương trình thì anh cũng chúc em dồi dào sức khỏe để phục vụ cho cộng đồng ha. Với anh cũng gửi lời chúc tới cộng đồng mạng gần xa đang xem kênh của em á. Một lời chúc tốt đẹp nhất. Anh xin chào. Cảm ơn anh.